Dì Huệ, con đi chợ về rồi. Bây soạn ra, dì kiểm tra cho. Dạ. Năm à. Dạ. Ra giếng xách cho dì thùng nước, đổ cho đầy đi. Dạ. Dì Huệ, ông sai con dẫn nó xuống đây để cho dì chỉ dạy nó những chuyện trong nhà. Nó mới bị má nó gắn đi ở đợ để xin được dây tiền đó dì. Thôi cậu làm việc đi, để tôi lo cho nó cho. Dạ, em ngoan ngoãn nghe lời dì nghe. Con tên là Rạ phải không? Con đợi dì một chút nha. Dạ. Ra đây với dì. Đây là giếng, xách thêm một thùng nữa đi. Dạ. Nhìn bay kìa, mặt mũi lắm lem à. Nín khóc đi. Con muốn về với cha con, với bé con. Bay như vậy thì làm sao mà sống nổi trong căn nhà này chứ. Ngày tháng phía trước thì còn dài đằng đẵng à. Con tỉnh chưa? Dạ. Dì là dì Huệ. Từ rày về sau con sẽ ở với dì. Con phải nghe lời dì biết chưa? Dạ. Tên con là Rạ, có nghĩa là rơm rạ phải không? Má con nói con đã rớt ở đống rơm rạ nên mới đặt con tên này. Việc đang lùm đùm lề đề, tự nhiên dì Huệ dắt con bé ra sàn nước tắm gội làm gì không biết. Mày lo giữ mồm giữ miệng đi đó. Nói xấu dì Huệ mà tới tai bà Liên Anh thì không xong đâu. Mọi người chuẩn bị cơm nước xong chưa? À, dạ rồi. Hôm nay ông có khách quý tới thăm cho nên mọi thứ phải chuẩn bị thiệt chu đáo đó. Dạ. Ủa, có ai thấy dì Huệ đâu không? Dạ con không thấy dì Huệ đâu. Dạ thưa bà, có chuyện gì không bà? À, thưa bà, đây là con bé gia nhân mới đến. Nó ở đợ để có tiền chữa bệnh cho cha nó. Vậy sao? Tội nghiệp con bé. Dì nhớ dạy dỗ nó cẩn thận, để nó nắm rõ các quy tắc ở trong nhà, kẻo sai là bị ông trách phạt. Dạ con biết rồi thưa bà. Thưa bà đi con. Dạ con đã hiểu. Con xin ghi nhớ những lời bà dặn. Ừ. Dạ, con bé mới vào trong mặt mũi cũng lanh lợi ghê ha. Lanh lợi gì, cũng chỉ là kiếp ở đợ thôi. Mấy người lo làm việc đi. Tại sao nhiều chuyện vậy? Dạ, dạ. Từ giờ con sẽ ở đây với dì. Dì sẽ dạy cho con những việc cần phải làm để được sống yên ổn trong căn nhà này nha. Dạ. Công việc của gia nhân trong nhà này là phải dậy thiệt sớm nè, đi chợ vo gạo, nấu cơm, giặt đồ cho ông bà. Nói chung á là phải tìm việc để làm.
Ông ghét người lười biếng lắm. Nếu mà lười biếng, ông sẽ phạt rất nặng. Bởi vậy, con phải tuyệt đối nghe lời dì. Con hiểu không? Dạ. Còn một việc quan trọng, ở nhà này, ông là nhất. Nếu cãi lệnh của ông, sẽ không ai có thể bảo vệ được con, và hậu quả sẽ khó lường lắm. Thôi bây giờ con đi ngủ nha. Nè, nếu muốn chết thì ra ngoài đi. Tại sao con ra đây giờ này? Bộ con nhất định không muốn nghe lời gì hả? Con không ngủ được. Con nhớ cha, con nhớ má. Con sợ má không đến đón con nữa. Má có quay lại không gì? Con phải tin vào lời hứa của má con. Má con nhất định sẽ đến đón con mà. Thật hả vậy? Ừ. Con chăm chỉ làm việc đi. Biết đâu ông sẽ thương tình mà cho con sớm về với má con. Bây giờ con phải vô ngủ đi. Ông mà biết được con bỏ trốn, ông đánh gãy chân con đó. Em có sao không? Em không sao đâu. Để anh phụ cho. Em tự làm một mình được rồi. Em nè. Dạ, em cảm ơn anh. Làm hả? Thiệt quá à. Chứ sao. Thôi nghỉ đi, để anh phụ chút. Anh làm áo. Anh mồ côi cha từ nhỏ. Anh phải vô đây làm thuê cho ông chủ để kiếm tiền phụ má. Vậy má anh có đón anh không? Anh tự nguyện mà. Em không có tự nguyện vô đây đâu. Em thà ở nhà làm ruộng phụ cha má, còn hơn vô đây làm thuê cho người ta. Chà, mạnh miệng dữ ha. Nếu mà em ra khỏi đây rồi á, anh nhớ qua nhà em chỉ em cách làm mấy con cào cào này nha. Em sẽ làm cho cha má mỗi người một con. Tất nhiên rồi. Anh sẽ chỉ cho em làm nhẫn nè, rồi làm bông hoa bằng lá dừa này nè. Anh hứa rồi nha. Ừ. Đâu bên này nữa nè. Rồi rồi tới rồi. Dạ thưa ông có thư.
Đồ ăn hại, sai đi có chút chuyện à, mà giờ này mới giác mặt về. Dạ. Quá là không uổng công tao đã lễ tại các quan. Mấy mẫu ruộng khó mua kỳ trước giờ đã nằm trong tay ta hết rồi. Dạ bẩm ông, người này muốn gặp ông ạ. Thưa ông, chồng con chết rồi. Chồng mày là ai? Mà chồng mày chết á, có liên quan gì tới tao hả? Dạ bẩm ông, con xin được trả tiền lại cho ông. Ông cho con chuộc con về nha ông. Dạ thưa ông, đó là con bé Rạ, được gán đi ở đợ cho gia đình của ông hôm qua. Hiện tại nó đang phụ việc ở trong bếp. À ha, tao nhớ ra rồi. Hôm qua mày dạy tao 50 đồng bạc. Con mày ở nhà tao từ hôm qua đến nay chỉ chi là 100, cộng với tiền phạt vợ chồng tụi bay làm biến không cày trên ruộng của tao. Nè, tiền mày nợ tao làm cả đời còn chưa trả hết, mày đặt tới đây đòi con hả? Ông ơi, làm sao mà con có tiền nhiều như vậy được hả ông? Con gian ông chỉ có 50 đồng thôi. Ông làm ơn xem xét lại giúp con. Lúc đó là tao còn nhân từ, chưa tính tiền lời, còn phàn nàn đó cái gì nữa. Ông ơi, ông mở lượng hải hà, tha cho con đi ông. Hai má con nguyện làm châu chó tội tớ cho ông suốt đời luôn. Con lại không? Con lại không? Con lại không? Ông tha cho con. Ông ơi, con xin ông cho con ở đời nhà ông đi ông. Hay là ông cho con chuột con lại. Cái thứ của mày mà đòi ở đợi nhà tao hả? Ông ơi, ông tha cho con của con đi ông. Lôi cổ con đàn bà này kìa, đi khuất mắt tao. Ông ơi, ông làm ơn làm phước tha cho con đi ông. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông ơi. Hay là cứ cho cô ta vô nhà ông ở đợi để trả nợ, biết đâu cô ta sẽ làm được nhiều việc giúp cho ông. Ai cho phép mày lên tiếng hả? Có tưởng á là tao thương mày hơn những đứa khác rồi mày đặt lên giọng với tao nghe chưa? Dạ con không dám thưa. Ông ơi, ông làm ơn làm phước, ông làm ơn làm phước cho con chuột con đi ông. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, ông. Ông ơi, dạ mời ông. Dạ. Dạ bẩm quan, không biết quan có hài lòng với bữa tiệc hôm nay không ạ? Thịt rượu thì không thiếu thứ gì, nhưng mà xin quan yên tâm, chuyện đó tôi đã lo liệu đâu vào đó hết rồi. Dạ. Dạ mời quan. Sao gì hôm nay đẹp quá, y hệt như cô dâu vậy. Anh Mão, anh Mão, anh coi nè, dì Huệ đẹp lắm. Đến giờ rồi hả cậu? Dạ. Cậu ra ngoài đợi tôi một chút, tôi sẽ ra liền. Dạ. Con à, con phải nghe lời dì, đừng có đi ra ngoài nha. Ông biết được ông đánh con đó. Tại sao con không được ra ngoài? Đừng có hỏi chuyện người lớn. Bây giờ con cứ đi ngủ trước đi, đừng có đợi gì.
Dạ. Dạ thưa quan lớn, tôi nghe nói tình hình đang rất căng thẳng, quân đội đang phải ra sức đối phó với bọn cộng sản đang làm loạn khắp nơi. À, không biết dựa gạo nhà tôi có được vinh hạnh giúp sức cho quan lớn không ạ? Ồ, chuyện này không phải là chuyện làm ăn, mà là chuyện đại sự. Dạ, xin quan lớn chiếu cố, tôi nguyện sẽ dốc hết lòng hết sức ạ. Được, để ta về xem xét lại rồi sẽ cho người đến báo. Dạ. Dạ. Dạ thưa ông. Mão. Dạ. Mày mau dẫn quan lớn vô phòng nằm nghỉ. Dạ. Dạ. Tôi thấy quan lớn có vẻ hơi choáng váng, xin mạn phép mời quan vào trong nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục ra đối ẩm mà. Hôm nay không hiểu sao mới về chết mà ta đã sai rồi. Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim, phải mau mau tận hưởng mới được. Dạ. Dạ mời ông. Sao không mau vô đi, chờ gì nữa? Phải nói với em Mão làm thêm con cào cào cha, cào cào má. Khi về nhà mình sẽ tặng cho cha má. Đâu giờ này mới về? Sao dì nóng bừng vậy? Để con đi lấy nước mát cho dì nha. Thôi, dì không sao đâu con. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là dì sẽ khỏe mà. Bây giờ con nghe lời dì, con đi xuống nhà bếp đó, phụ mọi người làm bếp. Dòng sông ấy ấp ôm mối tình ngang trái.
Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra đi chăng nữa cũng không thể nào ngăn cản anh đến với em đâu. Không bao giờ chị chấp nhận cho nó cưới đứa con gái nạ dòng đó. Nếu không nhờ có ba má con Hiền á thì mẹ đã chết từ lúc còn trong bụng kìa. Đồ dâm ân bội nghĩa. Đức đoạn chữ tình, dẹp tròn câu nghĩa ân. Thân! Thân! Để kẻ khóc thầm, người đơn côi gối chiếc. Tất cả mọi bất hạnh của con Hiền đều do người đàn bà đó. Nó phải đền tội, phải trả giá. Hạnh phúc còn chăng khi thuyền tình mãi neo chặt trên dòng nhớ. Đông đầy cảm xúc với Dân Trang, Hoàng Anh, Thanh Hiền, bộ phim truyện Việt Nam Dòng Nhớ.